HIMARS phá phản lực của Mỹ khiến cho tướng ngã Nga toát mồ hôi trên chiến trường Ukraine. Bản tin chiến tranh thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và an lành trong cuộc sống. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, pháo phản lực HIMARS giúp Ukraine tiêu diệt quân xâm lược Nga. Theo Anida, Ukraine tuyên bố pháo phản lực HIMARS đã góp phần phá hủy khoảng 30 kho quân sự của Nga, làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Moscow. Trong những tuần qua, hơn 30 cơ sở hậu cần quân sự của đối phương đã bị phá hủy, khiến cho tiềm lực tấn công của lực lượng Nga bị tiêu hao đáng kể. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Alexander Tymoshenko hôm 15 tháng 7 cho hay, ông nhấn mạnh vai trò của pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, một trong nhiều loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp cho Ukraine để đối phó với cuộc xâm lược Nga. Một lãnh đạo quân đội hàng đầu Ukraine hôm 24 tháng 7 cũng cho biết, lực lượng Nga không giành thêm được một mét đất nào trong tuần trước do các cuộc tập kích bằng pháo phản lực của Ukraine đã làm đứt gãy tuyến tiếp tế của Nga, buộc Moscow phải di chuyển các kho đạn ra xa tiền tuyến hơn để tránh bị tấn công. Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin này. Theo Defense Express, tên lửa HIMARS của Ukraine đã tiêu hủy lượng đạn pháo với trị giá hàng trăm triệu đô la của Nga. Tên lửa HIMARS của Ukraine đang phát huy hiệu lực cao khi gây ra tình trạng đứt gãy đối với chuỗi hậu cần của pháo binh Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực đánh phá các kho đạn của quân đội Nga. Họ sử dụng các tổ hợp tên lửa HIMARS do Mỹ chuyển giao và đã đạt được nhiều hiệu quả. Về chi tiết pháo phản lực HIMARS thì chúng tôi đã có video giới thiệu, các bạn có thể xem lại. Pháo phản lực HIMARS hoạt động 24/7 dọc chiến tuyến bằng hỏa lực vượt trội đã gây ra những hậu quả thực sự đối với hậu cần của quân đội Nga. Tổn thất của quân đội Nga khi hứng chịu những pháo kích như vậy là rất lớn, bởi vì sau khi trúng đạn, gần như toàn bộ kho tàng với tất cả các đạn dự trữ bên trong đều bị thổi bay lên không trung. Trong những tuần gần đây, vài chục mục tiêu như vậy đã bị phá hủy. Tất nhiên là không thể tính chính xác số lượng cũng như chủng loại đạn pháo bị thiệt hại là bao nhiêu, nhưng hoàn toàn có thể tính trung bình với kết quả gần đúng. Một quả đạn 152 ly có giá khoảng 1.000 đô, nghĩa là việc tiêu hủy một kho dự trữ cấp 2 gây thiệt hại cho Nga 20 triệu đô la Mỹ, ước tính 30 nhà kho như vậy là đã bị phá hủy tương đương với 600 triệu đô la Mỹ. 600 triệu đô la Mỹ đã bay vào trong không trung. Tất nhiên con số này nghe có vẻ phóng đại, nhưng đây là điều gần đúng, và trên thực tế, những địa điểm nói trên không chỉ dự trữ đạn pháo 152 ly mà còn có cả tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không và các loại đạn pháo có giá trị lớn hơn nhiều. Nhưng tiền không phải là yếu tố duy nhất, câu hỏi đặt ra là khả năng bù đắp tổn thất cho tổ hợp công nghiệp của quân sự Nga. Tất nhiên, vẫn chưa rõ năng lực thực sự chính xác của các nhà máy Nga trong việc sản xuất đạn dược. Vì siêu pháo phản lực HIMARS của Mỹ khiến cho các tướng lĩnh Nga toát mồ hôi trên chiến trường Ukraine. Theo Resiton Fortified, Điện Kremlin đã công khai bày tỏ sự giận dữ và yêu cầu Mỹ ngừng gửi pháo phản lực phóng loạt HIMARS cho Ukraine. Trong khi Kyiv cho biết các vùng do chuyển mà họ chặn được cho thấy binh lính Nga đang mất tinh thần và lo sợ loại vũ khí tầm xa chết chóc này của Mỹ. Lực lượng Nga ở Ukraine vốn có lợi thế lớn về số lượng pháo tầm xa trên chiến trường Donbass, nơi được xem là trọng tâm trong cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, nhưng lợi thế đó đã bị thu hẹp khi Ukraine hiện sở hữu pháo phản lực tầm xa HIMARS được Mỹ viện trợ. Bằng cách sử dụng hiệu quả HIMARS trên chiến trường, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành được một loạt các lợi thế của riêng họ. Được Mỹ đào tạo, các lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã sử dụng thành thạo HIMARS để tấn công các kho đạn và trung tâm chỉ huy của Nga nằm ở sau chiến tuyến một cách hiệu quả. Với việc sử dụng thành công hệ thống HIMARS, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho họ phản công và đánh bật quân đội Nga xâm lược khỏi đất nước của họ. Sự phản ứng của Nga như thế nào? Trong khi đó, các quan chức của Moscow và truyền thông Nga đã tìm cách làm giảm hiệu quả của pháo phản lực HIMARS trên chiến trường Ukraine. Ukraine cũng đưa tin rằng, theo các cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Nga mà Kyiv chặn được, thì binh lính Nga trên chiến trường đang ngày càng tỏ ra lo lắng và mất tinh thần trước tác động của các cuộc tấn công bằng HIMARS của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn đang cố gắng duy trì luồng thông tin tích cực về việc Ukraine sở hữu HIMARS. họ chỉ đề cập tới HIMARS trong tuyên bố vào ngày 16 tháng 7 rằng các lực lượng vũ trang của Nga đã tiêu diệt được 2 chiếc HIMARS của Nga, dù thông tin này đã bị cả Kyiv lẫn Washington phủ nhận. Nhưng ở một góc độ tích cực khác, người theo chủ nghĩa dân tộc Nga, cựu đại tá cơ quan an ninh Liên bang Nga Egon Kitschern, từng tham gia chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga chiến đấu ở miền đông Ukraine, đã bày tỏ lo ngại về hỏa lực HIMARS tạo ra trên chiến trường. Ông Kitschern viết trên Telegram rằng trong vòng chưa đầy một tuần, Nga đã phải hứng chịu tổn thất lớn cả về binh sĩ lẫn thiết bị trong các cuộc tấn công vào HIMARS của Ukraine và ít nhất 10 kho pháo và đạn dược lớn, cũng như một số kho dầu của sở chỉ huy Moscow ở Ukraine. Ông Kitschern thậm chí thừa nhận rằng các hệ thống phòng không của Nga đã không hiệu quả trước các cuộc tấn công của tên lửa HIMARS. Theo đó, ông Kitschern cảnh báo rằng các vị trí của lực lượng Nga ở Ukraine đang bị HIMARS tấn công, nhưng họ không có biện pháp phòng thủ, hoặc là chống lại đại biểu Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện Nga Mariupolina, đã công khai cáo buộc rằng Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp các hệ thống vũ khí tương ứng cho Ukraine. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine dùng HIMARS để tấn công vào lãnh thổ Nga? Cho đến nay, bất chấp HIMARS chắc chắn đã gây xáo trộn lớn cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, Kyiv vẫn đang tiếp tục kiềm chế không dùng hệ thống vũ khí tối tân này để tấn công vào các mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Nga, theo lời hứa với Washington. Nhưng nếu Ukraine tấn công vào các mục tiêu nằm bên trong biên giới Nga, trong tương lai Kyiv sẽ có nguy cơ hứng chịu sự giận dữ của Mỹ. Washington không muốn vũ khí mà họ sản xuất liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, và điều này sẽ làm leo thang căng thẳng của Moscow, có thể dẫn tới hành động trả đũa nhằm vào các lực lượng Mỹ của Nga. Các cuộc tấn công như vậy cũng có thể làm phức tạp bức tranh chính trị bên trong nước Nga, khi mà xung đột ở Ukraine đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới Nga. Điều này có thể khiến cho Moscow giận dữ thêm và tăng đòn tấn công trả đũa vào Ukraine. Hiện tại, HIMARS được cho là đã chứng tỏ nó là vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả nhất mà Ukraine phá hủy các hệ thống chỉ huy và hậu cần của Nga, phục vụ cho cuộc chống xâm lược ở Ukraine. Dù vậy, thì vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tác động thực tế của chúng đối với các hoạt động của Nga ở Ukraine. Nga hiện đã giành được một phần lãnh thổ ở miền nam của Ukraine. Để hướng tới các mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HIMARS trên chiến trường đang giúp quân đội Ukraine mở các đoàn phản kích nhằm vào cơ sở hậu cần trọng yếu của Nga. HIMARS có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn so với pháo thời Liên Xô của Ukraine, cho phép lực lượng của Ukraine tấn công những mục tiêu của Nga mà trước đây họ không thể bắn tới bằng các loại pháo đời cũ. Phần tiếp theo của chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin chiến thắng to lớn quân đoàn 3 của Nga bị lực lượng vũ trang Ukraine đánh bại ở Kherson. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn đang tiếp tục. Trong đó, ở khu vực phía đông và phía nam Ukraine là nơi diễn ra khốc liệt nhất. Một sự trì trệ và kiệt sức đã được quan sát thấy trong quân đội Nga khi Nga xâm lược vùng Donetsk, các vùng Mariupol và kiểm soát toàn bộ vùng đất Luhansk. Trong tình huống này, không thể ngăn chặn việc quân xâm lược Nga sẽ bị trừng phạt, bởi như ta thấy, kết quả là các lực lượng vũ trang Ukraine phản công dữ dội, kéo dài suốt từ ngày 24 tháng 2 tới nay. Xung đột tiêu đề kéo dài trong 9 tháng, quân đội Ukraine cuối cùng cũng đã có thể khiến cho quân Nga kiệt quệ. Mặc dù quân Nga có hậu cần nghiêm túc và ngoài vấn đề đạn dược ra thì còn vấn đề về tầm nhìn chiến lược mà những binh lính có kinh nghiệm trong quân đội Nga đã bị giảm dần. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy cơ hội xuất hiện cho sự quyết tâm và sự phản kháng của Ukraine đã tới. Ukraine đã biến cơ hội này thành một lợi thế chiến lược và tận dụng cho một cuộc tấn công hàng loạt, với các cuộc đụng độ pháo binh từ trung tâm Kharkiv ở phía đông, tiếp đến là phía nam. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phá hủy hậu cần, các trung tâm và kho đạn của quân đội Nga ở vùng Donetsk, trong khi quân đội Nga suy yếu dần. Tuy nhiên, một cuộc tấn công mạnh nhất của quân đội Ukraine đang ở trong vùng Kharkiv. Nhìn thấy thành phố Kherson là chìa khóa cho cuộc chiến ở Ukraine, đã nằm trong tay của quân đội Nga kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Trong tháng qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ, đánh vào các kho đạn của Nga và trụ sở chính để lùi quân Nga. Trong vòng 1 tháng, lực lượng quân đội vũ trang Ukraine đã giải phóng 44 khu dân cư từ tay của quân Nga. Điều này khiến cho quân đội Nga hết sức hoang mang. Một thành tựu to lớn cho phía Ukraine, có khoảng 100 các khu dân cư ở vùng Kherson và quân đội Ukraine quản lý để giải phóng gần một nửa. Khóa học chỉ trong vòng 1 tháng. Phần khó nhất của hoạt động này là Kherson đó đã không rơi vào tay của quân đội Nga mà không có bất kỳ sự trở ngại nào. Vẫn còn nhiều công dân Ukraine sống ở đó. Trong khi quân đội Ukraine đang tấn công khu vực này, họ đã phải nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn là bảo vệ cuộc sống cho người dân. Nhờ về hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây, pháo của phương Tây với khả năng bắn chính xác tuyệt đối, giúp cho quân đội Ukraine có thể bảo vệ công dân của mình. HIMARS và pháo tầm xa M777 là được hiển thị như những vũ khí quan trọng nhất. Phó tư lệnh quân đội khu vực Kuwait, quản lý Dmitry Puchy tuyên bố rằng anh ấy đã nói chuyện với những người lính của lực lượng vũ trang Ukraine, những người đã thực hiện hoạt động trong con trỏ, và rằng quân đội đã làm việc rất hiệu quả tại vùng Bucha. Ông nói rằng động lực tăng lên với mỗi khi giành lại được một vùng lãnh thổ của mình, và họ sẽ tiếp tục thăng tiến và sẽ đánh đuổi hoàn toàn quân đội Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng phá hủy một phần vũ trang của Nga, lực lượng chỉ huy và đội hình quân sự ở các vùng Kherson và Donetsk. Các hoạt động được thực hiện cùng một lúc. Tất cả điều này thể hiện một cái nhìn về sự kết thúc của quân đội Nga đang đến gần. Ngày qua ngày, câu hỏi cơ bản nhất trong tâm trí bây giờ là liệu quân đội Nga đang ở trên bờ vực của thảm họa. Lực lượng vũ trang Nga chắc chắn phải đối mặt với các vấn đề trong cuộc xâm lược của Moscow đối với Ukraine. Từ tháng 2 năm 2022 và bị tổn thất lớn trong quá trình này, Nga sẽ phải tạm thời trải qua một sự suy giảm về khả năng và ý chí. Có khả năng không thể lấy lại được mọi thứ giống như khi trước chiến tranh. Sức mạnh thôi trong nhiều năm, đây được coi là một trong những điều nghiêm trọng nhất về hậu quả của cuộc chiến tranh ở Ukraine mà Nga tự chuốc lấy. Phản ánh về Nga, bởi vì Putin không chỉ cho cả thế giới thấy những sai sót của quân đội của ông ta, mà còn phải chịu rất nhiều mất mát to lớn, khó bù đắp được. Điều này đã làm cho đất nước Nga bị mất sức mạnh răn đe của nó. Vấn đề quan trọng ngày hôm nay, không những họ bị phản đối tư cách thành viên NATO mà nó còn trở thành một nhu cầu tất yếu để làm mềm. Sau này và bây giờ, họ hoàn toàn phải chấp nhận điều đó. Ngay bây giờ, quân đội Nga đã bắt đầu được gọi là một đống sắt vụn, được đặt ở nghĩa trang lớn Ukraine, thay vì được gọi là Putin đại đế. Sức mạnh đe dọa và sự ngăn cản trong tay quân đội Nga đã biến mất và chỉ còn nỗi sợ hạt nhân. Khi chúng tôi cẩn thận theo dõi các báo cáo gần đây, sẽ thấy rằng tất cả mối đe dọa của Nga là hạt nhân, định hướng ngay cả khi ở đây không phải là cơ hội thực tế. Nó vẫn còn là một trong những quân đội mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta có thể nói về điều tương tự trong tương lai nếu như Nga tiếp tục thất bại. Ở cấp độ này, không rõ những tổn thất của họ trên chiến trường. Nga sử dụng một lượng lớn số lượng các đạn dược trong các cuộc tấn công của họ. Theo nguồn Uranian Osia, Nga bắn tầm 60.000 quả đạn mỗi ngày vào Ukraine. Và theo nguồn thông tin tình báo phương Tây này là giữa 20 đến 30.000. Sự thất bại của hầu hết người Nga